À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hi guys, chào tất cả con, cô là Linh và hôm nay con rất vui vì chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau rồi. Và như con đã biết là chúng ta đang dừng chân lại ở Unit 3 với chủ đề là Community Service, là các hoạt động phục vụ cộng đồng. Và cô và con đã cùng nhau bước qua nửa chặng đường của Unit 3 rồi và chúng ta cùng nhau đi qua 3 bài đầu tiên: Getting Started, A Closer Look 1 and A Closer Look 2. Và ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau khám phá Lesson 4, bài thứ 4 trong Unit 3. Với chủ đề là Community Service. Và để không tốn thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến phần chính của bài học ngày hôm nay thôi. Lesson 4, bài thứ tư của chúng ta ngày hôm nay có tên là Communication. Và trước khi bắt đầu vào phần chính của bài học thì cô sẽ có một phần người ta gọi là Extra Vocabulary, có nghĩa là những từ vựng thêm mà các bạn cần chú ý khi học bài này. Và trong từ vựng này thì có thể xuất hiện trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ cùng nhau xem cho cô những phần Extra Vocabulary nhé. Đầu tiên chúng ta có từ tutor, đó là gia sư. Và các bạn đều biết từ tutor, gia sư nghĩa là gì rồi đúng không nào? Những người mà bố mẹ các bạn thuê hoặc là nhờ về để giúp các bạn ôn tập bài học ở trên lớp, cũng như là chuẩn bị bài học tiếp theo ở trên trường. Và từ thứ hai là từ nursing home. Nursing home là nhà dưỡng lão. Cho những người mà cao tuổi, mà sống cô đơn ấy, thì người ta sẽ đến nhà dưỡng lão để có thể có những cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là điều kiện về việc chăm sóc nó tốt hơn là một mình. Từ thứ ba là từ blanket. Blanket. Blanket là cái chăn thì đều biết rồi này. Shelter. Shelter. Ở đây mình có thể dịch là chỗ trốn này, chỗ cư trú, nơi ở, hoặc mình có thể dịch là nhà tình thương. Mural là tranh khổ lớn này. Sort ở đây là phân loại hoặc là thứ hoặc hạng. Mình từ sort đây là có thể vừa động từ vừa là danh từ. Động từ của nó thì mình có thể hiểu là phân loại cái gì đó, và danh từ mình có thể hiểu là thứ hoặc loại hạng. Rồi đây những là cái từ extra vocabulary, là những từ vựng thêm mà các bạn có thể gặp được trong bài Lesson 4 Communication ngày hôm nay. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến phần chính của bài học ngày hôm nay, đó là bài tập đầu tiên. Bây giờ để xem bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta làm cái gì thì cô mời con cùng nhau nhìn lên slide nhé. Bài tập đầu tiên nào: Look at the photos and read about the following volunteer activities for teenagers in the United States. Hãy cùng nhau nhìn vào bức tranh sau đây và hãy cùng nhau đọc cho cô về các hoạt động tình nguyện cho các bạn tuổi vị thành niên ở nước Mỹ. Và chúng ta có thể, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc xem là các hoạt động tình nguyện của các bạn tuổi vị thành niên ở nước Mỹ nó có khác gì so với ở Việt Nam của chúng ta không nhá. Rồi đầu tiên, đó là hoạt động đầu tiên là tutor for younger child and provide homework. Tutor for younger child and provide homework half before or after school. Nghĩa là làm gia sư cho các bạn trẻ này, các bạn nhỏ này, và cung cấp, cũng nghĩa là việc mà các bạn giúp đỡ các bạn nhỏ làm bài tập trước hoặc là sau giờ học. Recycle things and teach others how to do so. Là bắt đầu tái chế rác thải này cũng như là dạy mọi người cách làm như vậy. Plant trees in public area where the whole neighborhood can enjoy them. Là trồng cây ở những khu vực công cộng để có thể cả một khu phố có thể tận hưởng được cái việc đấy, nghĩa là tận hưởng được bóng mát mà cây mang lại. Donate blood. Từ donate blood này cô cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi, đó chính là hiến máu. Donate blood, hiến máu. Tiếp theo nào, đến hoạt động tiếp theo các bạn nghĩ là gì đấy ạ? Talk to and sing for the elderly at a nursing home. Nói chuyện cũng như là hát này, hoặc là tham gia trò chuyện cùng với những người già ở trong viện dưỡng lão. Make blankets for children who are very ill. Làm chăn này cho tất cả các bạn nhỏ, người mà đang rất là bị ốm rất là nặng. Cook a meal at a shelter for homeless youth and families. Là làm gì ạ? Nấu ăn cho trong nhà tình thương cho những người, những bạn trẻ vô gia cư, những gia đình hoặc là những người vô gia cư. Paint a mural over graffiti. Có nghĩa là khi mà trên tường có rất nhiều bức tranh graffiti, nó rất là kém mỹ quan, thì ở đây chúng ta sẽ là paint mural. Chúng ta sẽ vẽ một bức tranh to để đè lên những cái bức tranh graffiti này. Và đây chính là các hoạt động tình nguyện mà các bạn tuổi teen, các bạn vị thành niên ở Mỹ thường làm. Và cô cũng đã đọc và dịch cho các bạn nội dung của từng việc rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ hai trong phần communication, để xem bài tập thứ hai này yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Okay, look at the photos about community service in Vietnam,
Match them with the activities. Lại cùng nhau nhìn ở bức tranh về những cái hoạt động phục vụ cộng đồng ở Việt Nam. Hãy cùng nhau nối nó với các hoạt động. Và như nếu vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đọc được các đọc này cũng như là tìm hiểu về các hoạt động tình nguyện mà các bạn vị thành niên ở Mỹ làm. Thì bây giờ trong bài số 2 này cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc cũng như là tìm hiểu về các hoạt động tình nguyện, các hoạt động phục vụ cộng đồng mà chính là các bạn trẻ ở đất nước chúng ta cùng nhau thực hiện. Ở đây chúng ta có 5 bức tranh và đây chúng ta sẽ có 5 bức tranh này tương ứng với 5 hoạt động sau đây. Và bây giờ để biết được 5 bức tranh này thể hiện cho 5 hoạt động nào thì cô và các bạn cùng nhau nhìn vào cho cô vào slide tiếp theo nhé. Slide tiếp theo ở đây là 5 hoạt động mà 5 bức tranh kia mô tả. Hoạt động đầu tiên đó là volunteering to give information in bus station or railway station. Là tình nguyện đưa thông tin. Tình nguyện là kiểu đưa thông tin ở trong các bến xe buýt hay là các bến tàu. Ý B đó là offering coupons for free chicken noodle soup for the poor in Hà Nội. Có nghĩa là đưa mã giảm giá này và để ăn những cái súp gà miễn phí cho những người nghèo ở Hà Nội. Giving away warm clothes to homeless people in Hà Nội. Tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư ở Hà Nội. Offering meals at 5,000 Việt Nam đồng for the poor in Quảng Nam province. Là cung cấp một bữa cơm với giá chỉ có 5.000 đồng cho những người nghèo ở tỉnh Quảng Nam. Tutoring children from the poor families in Hồ Chí Minh City. Là gia sư cho các bạn đến từ những gia đình nghèo có điều kiện khó khăn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là 5 cái hoạt động tình nguyện, 5 cái hoạt động phục vụ cộng đồng mà các bạn trẻ ở Việt Nam của chúng ta đã làm. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải nối các hoạt động này với mỗi bức tranh mà nó thể hiện. Bây giờ để giúp các bạn hoàn thành bài tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với slide tiếp theo nhé. Ok, đây sẽ là 2 bức tranh A và bức tranh B. Các bạn nhìn thấy trong đây bức tranh A ở đây đó chính là những tờ mã đúng không nào? Đây nghĩa là những cái mã giảm giá để có thể giúp các bạn có thể tốn ít tiền hơn khi mà làm một việc gì đó. Và chúng ta có đây là thể hiện cái hoạt động gì nhỉ? Đó là việc offering coupons for free chicken noodle soup for the poor in Hà Nội. Đó là việc đưa ra những cái mã giảm giá để có thể có được những cái món súp gà miễn phí ở Hà Nội. Và chúng ta sẽ nối 1 với B. Đến bức tranh số 2 nào. Các bạn có thể nhìn không rõ bức tranh số 2 này. Nhưng bức tranh số 2 này là bức tranh mà khi mà các bạn phát quần áo ấm cho những người vô gia cư ở tỉnh Quảng Nam. Chỉ là phát quần áo ấm, hành động mà các bạn ấy đưa phát quần áo ấm này, quyên góp này, tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư. Vậy câu số 2 này mình sẽ đi với ý nào đây nhỉ? Ý C, giving away warm clothes to homeless people in Hà Nội. Ở Hà Nội nhá, không phải ở Quảng Nam, cô nhớ nhầm. Quảng Nam là cook meal, bữa ăn 5.000 đồng. Câu số 2 này mình sẽ đi với ý C, có nghĩa là tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư ở Hà Nội. Đến bức tranh C nào, con nhìn thấy trong đây là một anh thanh niên đúng không nào, đang giúp một bạn nhỏ học bài. Và bạn nhỏ này thì ở đây chúng ta có thể hiểu đây là việc mà kèm các bạn nhỏ học bài. Vậy thì ở đây cái hoạt động này sẽ phù hợp với cái hoạt động là sau đấy. Tutoring children from poor families in Hồ Chí Minh City. Là gia sư cho các bạn nhỏ đến từ những gia đình có điều kiện khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến bức tranh C nào. Ở đây các con có thể thấy hơi khó nhìn một chút, nhưng ở đây đó chính là những người mà đang ở trong các bến xe buýt hoặc là bến tàu hỏa, khi mà người ta không biết là vị trí để mua vé xe hay là mua vé tàu ở đâu thì sẽ có những người tình nguyện là đứng ra hướng dẫn giải thích cho họ, đưa cho họ những thông tin cần thiết. Với hoạt động ở đây của chúng ta sẽ chính là hoạt động volunteering to give information in bus stations and railway stations. Tình nguyện đưa thông tin ở những trạm xe buýt hay là những trạm xe tàu, những trạm xe lửa để đưa cho họ những thông tin để họ biết được là mình nên đi đâu và mình nếu mà mình muốn về địa điểm này thì mình sẽ phải mua vé ở khu nào. Và đến bức tranh tiếp theo nào. Đây con nhìn thấy trong đây bức tranh xe ở đây là bức tranh mà khi mà họ, đây là những người này là những người đợi mua cơm. Vậy ở đây chúng ta có một cái hoạt động nữa thôi, đó chính là offering meals at 5,000 Việt Nam đồng for the poor in Quảng Nam province. Là đã cùng nhau cung cấp, cùng nhau chia sẻ những bữa ăn trưa với bữa ăn với giá 5.000 đồng cho những bà con nghèo ở tỉnh Quảng Nam. Và vừa rồi thì chính là 5 cái hoạt động tình nguyện, 5 cái hoạt động
phục vụ cộng đồng mà các bạn chúng ta đã làm được cả ở Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đã cùng nhau nối 5 hoạt động này với 5 bức tranh mà mỗi hoạt động này thể hiện. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đến bài tập số 3 trong phần communication để xem là bài tập số 3 này còn có điều gì thú vị mà chúng ta khám phá không nhá. Giờ bài tập số 3 đây là work in groups, làm việc theo nhóm này. Discuss the benefits of each activity may bring to community. Share the answer with the class. Làm việc theo nhóm này, hãy cùng nhau bàn luận cho cô về những cái lợi ích mà mỗi hoạt động sau đây có thể mang lại cho cộng đồng là gì. Và hãy chia sẻ cái câu trả lời của bạn với cả lớp. Vậy câu số 3 này yêu cầu các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm này. Hãy cùng nhau tìm cho cô, hãy suy nghĩ về những cái benefits, về những cái lợi ích mà mỗi cái hoạt động sau đây có thể đem lại cho cộng đồng. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái câu trả lời ý kiến của chúng ta với cả lớp nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn với câu đầu tiên nào. Volunteering to give information in bus stations and railway stations. Là tình nguyện đưa thông tin ở trong những cái tình nguyện đưa thông tin ở trong những cái ga xe buýt hay là ga xe tàu, xe lửa. Vậy thì ở đây cái benefits của nó là gì nhỉ? Các bạn có thể suy nghĩ cho cô về cái lợi ích của cái hoạt động này là gì được không? Chúng ta có thể đây để giúp các bạn hoàn thành bài này thì cô sẽ có một số ví dụ cho các bạn. Đầu tiên đối với cô thì lợi ích của việc mà volunteering to give information là việc mà tự nguyện tình nguyện đưa thông tin để trong đưa thông tin cung cấp thông tin ở trong những cái bến xe buýt hay bến xe tàu lửa này thì sẽ có là help people to find the correct bus, train and get to the place they want to go, là giúp mọi người có thể tìm được xe buýt đúng cũng như là xe tàu hỏa đúng để có thể đến nơi họ muốn. Đây chính là việc cái lợi ích mà chúng ta có thể đem đến cộng đồng, là giúp họ tiết kiệm thời gian khi không phải quá tốn nhiều thời gian để có thể tìm được lộ trình chính xác cho mình. Đến câu số 2 nào, offering coupons for free chicken noodle soup for the poor in Hà Nội. Có nghĩa là đưa ra mã giảm giá cho những cái súp gà miễn phí cho những người nghèo Hà Nội. Thì tất nhiên ở đây sẽ là giúp cho họ làm sao có một bữa cơm ngon hơn rồi. Sẽ là help them have a good meal, giúp họ có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tốt hơn. Tiếp theo nào, đến cái hoạt động tiếp theo. Đó chính là giving away warm clothes to homeless people in Hà Nội. Có nghĩa là việc mà chúng ta tặng áo ấm cho những người vô gia cư Hà Nội thì tất nhiên là sẽ giúp họ không còn thấy lạnh trong những ngày đông nữa. Vậy câu số 3 này mình sẽ là gì nhỉ? Have them not to be cold. Have them not to be cold in the winter and not have a flu. Giúp họ không bị lạnh ở mùa đông cũng như là không bị cảm cúm. Rồi đến câu số 4 nào. Offering meals at 5,000 Việt Nam đồng for the poor in Quảng Nam province. Là có cung cấp bữa cơm với giá 5,000 đồng cho những người nghèo, bà con nghèo ở tỉnh Quảng Nam. Rồi chúng ta có thể thấy cái benefits, cái lợi ích của cái hoạt động thứ tư là gì đây nhỉ? Là việc mà chúng ta cung cấp một bữa ăn đáng giá 5,000 đồng cho những người nghèo ở tỉnh Quảng Nam thì chắc chắn sẽ là giúp họ có một bữa ăn ngon hơn với một cái giá rất sức là rẻ và rất sức là hợp lý, phù hợp với điều kiện khả năng kinh tế của họ. Đến câu số 5 nào, tutoring children from the poor families in Ho Chi Minh City. Dạy các bạn nhỏ ở trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh thì ở đây sẽ là có lợi ích là gì đấy ạ? Benefits là help them have a good knowledge to get a good job and life. Là chúng ta có giúp những đứa trẻ này có kiến thức tốt này để có thể sau này có một công việc tốt trong cuộc sống, một công việc tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn. Và đây là một cái benefits, là cái lợi ích hơi xa. Lợi ích gần của chúng ta có thể thấy được là khi mà chúng ta giúp các bạn nhỏ ở đây ôn tập bài, học bài thì chúng ta có thể giúp các bạn ấy học có điểm tiến bộ hơn trong học tập này, sau đấy có thể đạt được những cái ước mơ của các bạn ấy trong tương lai. Rồi vừa rồi đây chính là những cái lợi ích mà chúng ta có thể suy ra được từ những cái hoạt động tình nguyện của ở Việt Nam mà chúng ta được gặp trong bài tập số 2. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập thứ 4 để xem là trong bài tập thứ 4 này thì chúng ta còn cần điều gì cần khám phá nhá. Bài tập thứ 4 ở đây ạ, đó là ask each other, là hỏi người khác. Have you ever done any of the activities? Bạn đã từng làm cái hoạt động nào trong những cái hoạt động vừa rồi hay chưa? 2-3 activities that you want to try it. Why do you want to try them? Là hãy chọn ra cho cô 3 hoạt động mà bạn muốn thử làm và lý do tại sao bạn lại muốn làm hoạt động này. Bây giờ nhiệm vụ của bạn trong bài tập thứ 4 này hết sức đơn giản thôi, là chúng ta sẽ hãy cùng nhau hỏi các bạn của mình xem là các bạn của mình đã cùng nhau làm những cái hoạt động tình nguyện nào trong các hoạt động tình nguyện như vừa rồi chúng ta làm hay chưa.
và Cam Dúc bảo các bạn ấy sẽ chọn ra cho cô 3 hoạt động mà các bạn ấy muốn làm nhất và đưa cho cô lý do tại sao bạn ấy lại làm 3 hoạt động đấy, muốn làm 3 hoạt động đấy. Và để giúp các bạn hoàn thành bài tập thứ tư này thì cô sẽ có phần ví dụ cho các bạn ở đây. Ví dụ, có một bạn nào hỏi cô về bài tập thứ tư này thì cô sẽ trả lời như sau ạ. Unfortunately, thật là đáng tiếc làm sao, I haven't done any of the activities. Tớ chưa từng tham gia các hoạt động nào trong những hoạt động này cả. However, I used to tutor children from SOS Village in Hà Nội. Tuy nhiên, tớ đã từng làm gia sư dạy các bạn nhỏ ở làng SOS ở Hà Nội. In the future, trong tương lai này, I would like to try voluntary activities such as. Trong tương lai, tớ muốn trải nghiệm, tớ muốn thử một số hoạt động tình nguyện, ví dụ như là giving away warm clothes to homeless people in Hà Nội. Là tớ muốn thử trải nghiệm đó là tặng áo quần áo ấm cho những người vô gia cư ở Hà Nội này. Offering meals at cheap price for the poor. Là tặng cung cấp những bữa ăn với giá rẻ cho những người nghèo. Hay là volunteering to give information in bus station and railway station. Hay là tình nguyện là những người đưa cung cấp thông tin về chuyến đi trong những cái bến xe buýt hay là bến xe lửa. Đây là những ba cái hoạt động đầu tiên cô đã giới thiệu cho các bạn biết là thật là không may là bởi vì cô chưa từng thực hiện cái hoạt động nào trong những cái năm cái hoạt động vừa rồi cả. Tuy nhiên, trong quá khứ cô đã từng làm dạy các bạn nhỏ ở trong làng SOS. Và trong tương lai thì cô chọn ra ba hoạt động mà cô muốn tham gia nhất. Đó là việc mà hoạt động đầu tiên đó là tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư ở Hà Nội. Và hoạt động thứ hai đó là cung cấp bữa ăn với một giá hết sức là phù hợp, giá rẻ cho những người nghèo. Hoạt động thứ ba cô muốn tham gia đó chính là việc mà tình nguyện đưa thông tin, là người đưa thông tin hướng dẫn mọi người ở trong bến xe buýt hay là trong bến xe lửa. Rồi sau khi đưa ra cái hoạt động cô đã từng làm trong quá khứ này, ba cái hoạt động mà cô muốn làm trong tương lai thì đây sẽ là lý do mà cô chọn những hoạt động này. I think the activities are all meaningful and bring benefits to community. Tôi nghĩ là tất cả các hoạt động trên đây đều là những hoạt động có ý nghĩa, có giá trị và đều là có thể mang đến những lợi ích cho cộng đồng của chúng ta. Rồi vừa rồi đấy chính là ví dụ mà của cô để giúp các bạn có thể hoàn thành xong bài tập thứ tư. Và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Bên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tổng kết để xem được bài học ngày hôm nay chúng ta học được cái gì và các bạn cần chú ý điều gì nhá. Ok, what have we learned today? Hôm nay chúng ta học được cái gì? Chúng ta học được về information about voluntary activities. Các bạn đã cùng học được rất nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động tình nguyện, cũng như là đầu tiên là trong bài tập số 2 chúng ta đã học được là chúng ta đã biết được các hoạt động tình nguyện của các bạn tuổi dậy thì, sau đây các bạn tuổi vị thành niên ở nước Mỹ. Còn trong bài số 3 và bài số 4, bài số 2, 3, 4 các bạn cũng đã biết được các hoạt động tình nguyện mà các bạn trẻ của Việt Nam của chúng ta đang thực hiện. Và bài học ngày hôm nay chủ yếu chúng ta liên quan đến voluntary activities, các hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ. Và qua bài học ngày hôm nay cô mong về nhà các con sẽ cùng nhau ôn tập thật tốt này, cũng như có thể tìm hiểu nhiều hơn về các hoạt động tình nguyện để có thể tham gia các hoạt động nào đó trong tương lai hay không nhá. Và chuẩn bị thật tốt cho cô để mình có thể học hai bài skill tiếp theo là bài skill 1 và bài skill 2 một cách hiệu quả hơn. Xin chào các con và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.